Chào các bác nhá. Như lúc video trước tôi có giới thiệu cho các bác là cách độ loa để bẫy chim sẻ nhá. Video này tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bác nắm được để các bác cũng biết được cái cách làm nhá. Tại vì nhiều khi tôi cũng bận nó không làm cho các bác được, thì các bác mua hàng các bác sẽ tự lấy thêm đồ cho các bác và các bác sẽ tự về độ lấy nhá. Thì có rất nhiều là cách độ, anh em đánh chim sẻ thì cũng biết rằng là khi cái tiếng phai chim sẻ ấy thì chủ yếu của nó là âm chép và âm trung, âm bát nó rất là ít. Thì trong khi đó cái loa điều khiển từ xa nhá, hôm nay tôi giới thiệu với các bác là cái loa điều khiển từ xa mẫu ZY898 nhá, mẫu ZY898 với cái nguồn điện là nguồn điện sạc 5V nhá. Thì với cái loa điều khiển từ xa này, cái loa này này các bác này, thì người ta gọi là loa bát, thì âm bát nó rất là nhiều. Thì khi các bác mà chạy phai tiếng chim sẻ ấy thì là cái âm bát nó nhiều ấy, thì tiếng chim sẻ nó bị ồn, nó không hay, thì chim sẻ nó ít là theo nhá, các bác đánh nó không được hiệu quả. Các bác nào chơi văn nghệ thì chơi thôi, ngày bắt 10 con 20 con thì đó thôi, còn các bác là thợ chuyên nghiệp ngày bắt mấy chục con 100 con thì sẽ rất là khó nhá. Thì bây giờ thì có rất nhiều là cách độ, thì hôm nay tôi hướng dẫn cho các bác cách độ trên cái loa E898, đó là cách độ tụ và độ chép thạch anh. Chép thạch anh là cái con này nha các bác nhé. Độ tụ ấy là các bác độ một con tụ đi qua cái dây dương của loa, đi qua dây dương của loa để nó cản bớt cái âm bát đi nhé. Các bác lựa chọn con tụ ấy thì các bác lựa chọn con tụ có thông số là 4,7 UF hay còn gọi là 4,7 mi ấy, thì là nó phù hợp nhất nhé. Thế cái này là cái loa lúc trước mà tôi đã hàn thực tế, giờ tôi giới thiệu lại cho các bác, các bác nắm được cách làm thôi. Còn hàn này các bác xem video trước thì tôi đã hàn rồi. Bây giờ đầu tiên ấy là cái dây này này, là cái dây cắm vào cái bên mạch điện tử của loa nhá. Các bác để nguyên. Các bác nữa nhìn xem ở chân mát của loa ấy, cái chân mát loa ấy, cái chân nào là chân dương. Thì đây nhá, chân này là chân âm này. Còn chân này là chân dấu cộng và chân dương này. Thì các bác sẽ cắt cái dây dẫn vào mát loa ấy, cắt cái dây dương ra. Và các bác hàn vào cái con tụ. Hàn vào con tụ 4,7 mi. Nhưng 4,7 mi đây tôi đã hàn rồi này. Nhá, hàn con tụ 4,7 mi. Thì bây giờ dòng điện từ cái mạch nó đi ra ấy, nó sẽ đi qua con tụ này. Nó mới tới được cái chân dương của loa bát, thì là con tụ này ấy, nó sẽ làm nhiệm vụ là lọc bớt cái âm bát đi cho các bác nhé. Khi lọc bớt âm bát đi ấy, thì đồng thời cũng sẽ làm cái âm lượng loa sẽ giảm xuống một phần. Thế nhưng mà với âm lượng giảm xuống phần này thì vẫn đủ cho các bác chơi nhé. Thế còn ngoài ra ấy, các bác sẽ hàn thêm một con chép thạch anh. Một con chép thạch anh để cộng hưởng thêm âm chép, cộng hưởng thêm âm chép. Thì con chép thạch anh này ấy, nó có hai chân, một chân âm và một chân dương nhé. Đối với cái chân âm ấy thì các bác hàn trực tiếp vào cái chân âm của loa bát đây. Đây. Các hàn trực tiếp vào chân âm của loa bát đây nhá. Còn với chân dương ấy, chân dương chính là cái dây này này. Thì các bác sẽ hàn vào cái dây dương của loa bát, nhưng mà các bác hàn trên tụ. Các bác nhìn này. Các bác hàn trên tụ nhá. Hàn trên tụ này. Có nghĩa là cái dây từ trong mạch của loa nó dẫn ra thì nó đến tụ, thì các bác hàn ở cái điểm trên tụ này. Thế còn các bác hàn điểm dưới tụ ấy thì các bác đã nhận được cái dòng điện qua tụ rồi là đã lọc cả âm bát này rồi, thì nó không đạt được cái công suất tốt, thì các bác hàn ở cái dây, hàn ở dây trên tụ, xong các bác dẫn ra cái cực dương của cái chép thạch anh. Đây chép thạch anh. Thì để hàn trên cái chép thạch anh này tôi cũng hướng dẫn cho các bác cụ thể luôn cách hàn. Đây là một cái chép thạch anh mới nhá, chép thạch anh mới như này. Các bác để ý này, nó sẽ có sẵn cho các bác một con tụ. Con tụ này là con tụ thông số 4,7 mi luôn. Các bác nếu mà lấy con tụ này này, lấy cắt đúng con tụ này và câu vào cái chân dương của loa bát này ấy, thì là cực kỳ nhất nhá. Đúng với con tụ ở trong chép thạch anh thông số 4,7 mi và đúng loại tụ này ấy, thì cho ra chất lượng âm thanh là tốt nhất. Thế còn cái con chép thạch anh này ấy, các bác có thể dùng tụ hoặc không dùng tụ. Các bác dùng tụ ấy, thì nó giảm mất cái cường độ dòng điện đi qua ấy, thì giúp cho cái con chép này nó bền hơn. Thế nhưng mà cái công suất của con chép này nó không hoạt động hết được công suất, thì các bác có thể là không dùng tụ. Thế bây giờ tôi hướng dẫn cho các bác cách, nếu mà các bác dùng tụ ấy thì các bác sẽ hàn vào cái chân này. Chân này chân dấu trừ các bác này. Là chân này nhá, là chân giữa âm ấy, các bác hàn vào chân này này. Thì dòng điện âm nó sẽ đi qua con tụ, nó sang phía bên này. Thế còn dòng điện dương ấy thì các bác có thể hàn một trong các chân này. Các bác nhìn thấy chân 2FM này hay là 1FM này. Các bác hàn ở chân này ấy, thì nó kêu nhỏ nhất. Khi các bác dẫn mạch ra ấy, thì nó chắc này nó kêu nhỏ nhất.
đến chân này nó kêu to hơn và đến chân này kêu to hơn nữa. Thì các bác muốn đạt được hết công suất của cái loa check này ấy, thì các bác hàn vào chân cuối cùng. Chân cuối cùng có dấu cộng nhá. Chân cuối cùng dấu cộng này. Thì nó sẽ đạt được cái công suất lớn nhất cho cái loa check Thạch Anh này nhá. Đấy. Thì bây giờ khi mà mình lắp ở trong cái loa 898 này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác lắp phía trong luôn. Và các bác khoan một ít lỗ. Khoan một ít lỗ để cho nó thoát hơi ra ngoài. Lưu ý với các bác luôn nhá. Khi các bác có nhu cầu độ cái này ấy, thì cần phải hàn, cần phải khoan. Thì bên shop sẽ không có trách nhiệm bảo hành cho cái sản phẩm độ chế này nhé. Thì các bác thấy này, hàn cắt dây này, hàn thiếc này, khoan vỏ này thì không thể nào mà bảo hành được, kho xưởng nó sẽ không nhận lại được nhé. Thì các bác đã chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu, không có bảo hành cho sản phẩm độ chế đấy nhé các bác nhé. Khi này tôi hướng dẫn cho các bác lắp trong cái loa 898 là các bác lắp vào trong luôn. Thì theo tôi ấy, thì các bác bỏ tụ đấy luôn này, bỏ tụ luôn. Các bác hàn trực tiếp vào để cho cái công suất của cái check này là lớn nhất để nó cộng hưởng thêm cái âm check vào với cái loa bass nhé. Thì như cái này thì tôi hồi chiều tôi đã làm sẵn rồi, tôi bỏ tụ đi luôn. Thì khi các bác bỏ tụ ấy thì các bác sẽ chân dương ấy thì các bác sẽ không hàn ở bên dấu trừ nữa, không hàn bên dấu trừ nữa nhé. Ở đây này không hàn bên này nữa mà các bác phải hàn sang chân bên này nhé. Ở đây này như tôi này, tôi đã bỏ chân này này và tôi hàn sang chân bên này luôn. Đây là chân âm. Các bác nhìn nhé, chân âm của check này thì dẫn thẳng vào chân âm của loa bass này. Đấy, dẫn thẳng vào chân âm của loa bass nhé. Đấy, chân âm của check dẫn thẳng vào chân âm của loa bass. Chân dương của check thì các bác hàn đến điểm cuối cùng, là tới hàn cái điểm chân dương cuối cùng này thì là cái công suất của cái check này là lớn nhất nhé. Chân dương của check các bác hàn vào điểm cuối cùng của dấu cộng và các bác dẫn vào cái chân dương của loa bass. Đây, chân dương của loa bass đây. Nhưng các bác lưu ý là dẫn trước con tụ nhé. Còn nếu dẫn trước tụ, các bác đừng dẫn sau tụ. Đấy, dẫn trước con tụ thì cái loa bass này nó nhận được cái dòng điện sau con tụ thì để nó lọc bớt âm check đi nhé. Thế còn cái check của mình ấy thì mình sẽ nhận cái tín hiệu trước tụ nhé. Thế để đảm bảo nó không có chập cháy thì các bác sẽ quấn băng keo xung quanh, quấn băng keo xung quanh. Đây cái check này đã quấn rồi. Thế còn cái check chưa quấn thì nó là như thế này. Cái này gọi là cái check Thạch Anh hay gọi là con siêu check, nó là quận dây đồng này. Trong này có miếng Thạch Anh, âm thanh nó trong, nó thanh, còn là siêu check. Thì để chập cháy các bác kiếm cái miếng băng dính đen các bác phủ lên trên này nữa. Đấy, sau tôi sẽ đắp cho các bác nó không có bị chập cháy nhé. Cái dòng loa này là loa 898, điện sạc là 5V. Thì điện sạc 5V ấy, thì nó sẽ dùng quả pin là 3,7V. Thì chính là quả pin này các bác nhé. Pin 3,7V và điện sạc 5V. Thì pin 3,7V này ấy, thì các bác rất là dễ mua. Thế nhưng mà trong này nó vẫn có một cái miếng mạch điện tử này, miếng mạch nhỏ nhỏ này. Thì trong này nó có những cái con diode, con điện trở để nó ổn định cái nguồn điện sạc vào cho nó. Các bác tốt nhất là các bác mua quả pin sẵn như này. Bên shop có cung cấp cho các bác, có rắc sẵn luôn. Trường hợp các bác muốn vào thay thế, các bác chỉ việc cắm vào là xong nhé. Thế còn tôi cũng chia sẻ luôn với các bác. Các bác nào mà đánh sẻ chuyên nghiệp mà muốn dùng được thời gian pin lâu ấy, thì đối với cái loa 898 này, nguồn điện là 3,7V, nguồn sạc là 5V này. Thì các bác nạp căng điện lên ấy, bản thân một quả pin này đã dùng cho các bác được 10 tiếng, hơn 10 tiếng. Tôi thử 4-5 bộ rồi, bộ nào cũng đạt 11-12 tiếng nhé. Thế còn trường hợp các bác muốn dùng lâu hơn nữa thì các bác sẽ dùng cái quả pin nữa, các bác mua thêm, các bác gắn vào đây. Các bác lấy keo đến gắn vào. Các bác lưu ý nhé, gắn vào đây ấy, các bác vẫn nắp được ở trong loa. Vẫn nằm ở trong loa bình thường nhé, không phải cho ra ngoài nhé. Thì cái này ấy, một quả thì các bác để nguyên rắc để các bác cắm vào bên mạch. Còn một quả còn lại ấy, các bác cắt lên đây. Ví dụ như là các bác cắt lên đây đi thì nó sẽ thò ra hai đầu, một đầu đỏ một đầu đen. Các bác hơn nửa tuốt lên dây đồng, tuốt dây đồng ra. Khi đấy các bác sẽ tách cái bên cái giác cắm này ra, tách cái dây bên giác cắm này ra. Thì các bác buộc dây đen vào dây đen, dây đỏ vào dây đỏ thì quả pin này nó sẽ nhân đôi dung lượng lên. Còn pin thì 3,7V vẫn là giữ nguyên. Thì ví dụ như một quả này là quả 1,5A thì sẽ nhân lên cho các bác là 3,000A. Thế đồng nghĩa với cái việc là một quả pin này nạp căng lên các bác dùng được 10 tiếng. Thì khi lắp một quả pin kẹp vào nữa thì các bác sẽ dùng được 20 tiếng. Thì đảm bảo cho các bác đi chơi cả ngày không phải lo cái chuyện hết điện nhé. Nên là các bác có nhu cầu chế độ thì tôi hướng dẫn cho các bác cái cách làm. Nó rất đơn giản như vậy. Còn các bác sẽ phải mua đồ về tự làm. Thì các bác thông cảm là tôi cũng rất nhiều việc bận, không làm trực tiếp cho các bác được nhé. Đấy, các bác muốn ghép hai pin này các bác lấy keo nến các bác dán vào đây. Và các bác cắt một cực này ra, tuốt dây đồng ra và tách dây đồng phía bên này ra này.
các bác đen buộc vào đen, đỏ buộc vào đỏ. Nói vậy là các bác hình dung ra rồi, gì rất là dễ thôi nhé. Đây này, dây đen các bác buộc vào dây đen, dây đỏ buộc vào dây đỏ như này. Đấy, như này. Đấy, các bác buộc vào nhau như này, còn các bác để nguyên rắc cũng được. Các bác tách dây đồng ra và các bác buộc hai cái điểm này dính vào nhau như này thì cái quả pin này, hai quả pin này nó sẽ thông vào với nhau nhé, nó thành một dung lượng lớn thì các bác sẽ dùng được lâu. Đây là cái chi tiết, cái cách làm, cái cách hàn. Thì bây giờ tôi sẽ lắp và thử và cho các bác nghe âm thanh thử nhé. Đây là cái bên mạch của cái loa 898 này, 898 pin điện 5V này. Các bác lưu ý trong này có một cái dây thừa thì dây này là không có tác dụng nhé. Dây này để cho các bác nó tác dụng là nó bắt đài FM ấy, nhưng mà mình không dùng FM, mình không quan tâm đến dây này. Dây này mình không tính tới, nó chỉ có thế này thôi. Cái bên mạch này này là bên mạch điều khiển từ xa này các bác này, cái miếng này này điều khiển từ xa này. Cái dây này là dây dẫn đến anten để lấy sóng điều khiển từ xa. Thì các bác sẽ tiến hành lắp vào, các bác tiến hành lắp nhé. Các bác lưu ý cái rắc trên này này, cái rắc phía trên này là cái rắc cắm cho nguồn pin, cắm cho nguồn pin nhé. Đấy. Còn cái rắc phía dưới là rắc cắm cho cái dây loa, các bác cắm dây loa vào. Cái video này tôi chia sẻ hơi kỹ thì lâm ra thời gian nó hơi dài, các bác cố gắng theo dõi nhé. Và các bác muốn xem nhiều những cái chia sẻ hay về cái cách độ chế loa thì các bác vui lòng đăng ký kênh để các bác nhận được cái thông báo về video mới nhất nhé. Đây, còn cái con check này, con check này các bác sẽ để nó vào chỗ bên chỗ anten này này. Đây là anten này. Và các bác khoan cho tôi mấy cái lỗ. Đây, tôi đã khoan sẵn, bên này là 4 lỗ, bên này là 5 lỗ để cho nó thông cái âm thanh của check ra ngoài. Và các bác để ý cái dây nó không có kẹp, các bác úp hai mặt nó vào, úp hai mặt vào nhé. Tiến hành lắp hai mặt lại đúng cái khớp của nó, đúng khớp của nó. Đây rồi, các bác bóp lại là nó đã hoàn thành nhé. Thì bây giờ nó có 4 con ốc, các bác xiết ốc lại, các bác xiết ốc lại. Công việc thì nó rất đơn giản thôi. Cái trước thì tôi đã có hàn thực tế cho các bác xem rồi, cái này tôi nói lại cho các bác nắm được là cái nào hàn vào dây nào, hàn như thế nào, đấu như thế nào thì tôi nói kỹ hơn cho các bác để các bác nắm được kỹ hơn nhé. Thế còn các bác muốn mua ấy, thì các bác lấy thêm đồ là lấy thêm một cái con check này, và tôi sẽ cấp thêm cho các bác một con tụ. Thế và các bác là sẽ phải tự làm lấy, còn các bác không làm được thì các bác ra nhờ thợ điện tử làm. Các bác có thể là tải cái video này về hoặc là cho thợ điện tử xem video này thì là họ sẽ làm được ngay, nó rất là đơn giản. Hoặc là các bác có thể tự làm lấy được nhé. Các bác xin ốc lại. Thì bây giờ mình đã hoàn thành một cái loa 898 điện sạc 5V độ để cho đánh xẻ chuyên nghiệp nhé. Đây tôi thử cho các bác nghe luôn. Cái này là chắc là tôi cắm cái rắc ở trong nó bị tuột rồi, nó không có âm thanh. Thì cái này tôi phải tháo ra lại nhé, tại vì khi mình lắp ấy mình phải để ý cái rắc loa ấy cắm vào nó đã ăn chưa nhé, nó ăn chưa thì nó mới có âm thanh được. Chứ nếu mà cái loa nó chưa ăn rắc, nó chưa có thì nó chưa có âm thanh đâu. Đây tôi tháo ra lại, tôi kiểm tra lại này, 4 con ốc và 4 góc này để gọn vào. Các bác nách nách, các bác tách hai nửa ra. Đây. Đây. Đây, rắc này nó cắm chưa chặt các bác ạ nhé. Cắm chưa chặt, cắm chưa chặt nó không nhận được âm thanh. Đây tôi bật thử luôn. Đây nhé. Rồi tôi sẽ để đây tiến hành cho lắp vào nhé. Để cho lắp vào. Các bác để ý cái chiếc này này, cái này để sát chân lên ten nhé, để sát chân lên ten. Rồi.
Đấy. Đấy, các bác nhé, các bác nghe thấy cái âm thanh của loa này ấy, nó sẽ trong hơn, nó thanh hơn, nó trong hơn này, nó trong hơn, nó thanh hơn, nó không có bị ồm tiếng, nó không có bị xì tiếng nhá. Thế còn đồng thời cái check thạch anh trong này ấy, nó sẽ phát ra âm check, nó cộng hưởng thêm âm check cho các bác nhé. Đấy, đối với cái loa E898 mà dành để cho độ tụ, độ check thì sẽ dành cho các bác đánh xẻ chuyên nghiệp nhé. Đây là âm thanh rất là tốt, không có bị ồn tiếng, không có bị xì tiếng nhé. Thế còn các bác mà muốn thời gian pin dùng lâu hơn, các bác cộp hai quả pin này vào phía trong, là tất cả nằm gọn ở phía trong luôn. Các bác sạc một lần là sạc cho hai quả. Và cái này ấy, nó dùng nguồn điện sạc là DC 5V, thì có nghĩa là sẽ chung với cái nguồn sạc của điện thoại. Các bác sẽ dùng chung cục sạc điện thoại được. Và khi nào hết điện các bác muốn dùng dự phòng thì các bác sẽ dùng luôn cái cục sạc dự phòng của điện thoại nhé. Thế đây là tôi chia sẻ cái cách một cách chi tiết nhất cái cách độ loa để đánh chim sẻ nhé, độ theo hình thức là cảm tụ và thêm check thạch anh. Thế còn anh em khác, các bác khác thì có nhiều cái cách chơi khác, nhiều cách độ khác, thì nói chung là các bác xem video các bác tham khảo. Còn các bác có nhu cầu mua hàng ấy thì là đối với sản phẩm này thì các bác sẽ, tôi thì không làm được cho các bác trực tiếp đâu, các bác chỉ có mua thêm cái check thẻ anh này nhé. Check thẻ anh này thì 15.000 một con, và tôi sẽ tặng thêm cho các bác một con tụ luôn. Các bác có thể là để tụ này hoặc là các bác cắt tụ này các bác dùng là tùy các bác nhé. Thì nói chung là sẽ cấp thêm cho các bác một con tụ và một cái check thẻ anh này nữa. Thì các bác mua về các bác sẽ tự làm nhé, để cho đạt được cái âm thanh tốt như này. Chứ các bác thông cảm mà tôi rất là bận, tôi không có làm được trực tiếp. Thế còn tôi làm được bộ nào ấy thì tôi cũng thống nhất trước với các bác ấy, là khi các bác đã đồng ý làm độ như này ấy, thì là sẽ không có được cái chế độ bảo hành nữa. Tại vì cái loa là cắp dây hàn rồi khoan lỗ nhé, khoan lỗ nữa. Còn các bác mà không muốn để cho cái check thạch anh này nằm ở trong ấy, thì các bác để ra phía ngoài này. Thì theo tôi thì để trong này mà khoan lỗ thì sẽ ngon hơn nhé.